Anh chị thấy chưa? Cái đám chó đây nè. Chứ giờ anh chị thấy không? Sao? Nó tràn lan cái nước Việt mình chơi mình. Mà mình thì mình không có, mình cứ thụ động gì hoài. Thì nó là giặc mà tự nhiên giờ nó vô nước mình, nó làm chủ nước mình. Chuyện ngược đời không? Ngộ không? Trung Quốc mà sao làm chủ được? Hả? Tao nói con cháu cái đám chó vàng ba sọc tụi bay nó ngu chiền kiếp. Tao nói nó ngu mà nó ngu kiếp này nó sang kiếp kia nó sang kiếp nọ. Ha. Cái đám chó vàng của tụi bay á, chó vàng ba sọc tụi bay á. Ha. Tao nói đời của ông nội của bay là F1 nó ngu rồi, tới F2 nó ngu ngu, tới đời cháu nội nó cũng ngu. Tao nói ngu chiền kiếp tao. Sao mày biết hả? Tao nói cái đám tụi bay nó ngu gì, nó ngu cho thú vậy đó ha. Ừ mày ngon mày về mày đốt đi, mày ăn cơm tàu không mày xúi không. Trời ơi cờ. Dạ em chào anh Ít Như Nguyễn không? Cái đời cháu nội của thằng Ngụy đó không, đời Việt Nam Cộng Hòa đó không, đời Ngụy Quân Ngụy Quyền, đời cháu nội nó đó, nói chuyện cũng từ anh em ngu không không. Nó suối đốt, nó suối ba sạch rồi chi. Ủa đốt sạch ba sạch rồi dân nghèo ai chịu, nó có chịu không hả? Cái đồ ngu nó mới vậy đúng không anh chị, đúng không? Nói không là Hồ Chí Minh chết rồi chửi cũng ít gì, chửi thằng cầm đầu bây giờ là Nguyễn Phú Trọng cho nó chết đi. Nếu mà tôi hỏi bạn Công Nguyễn, nếu mà không có thằng Hồ Chí Minh thì đất nước này có ra vậy không? Tao nói tới với cái lũ của tụi bay, tao nói cái đời ông tụi bay á nó ngu rồi mà đẻ tụi bay ra ngu. Cái thằng Ngô Đình Diệm á, tao nói ngu, nó bán nước tay sai rồi bây giờ tụi bay chửi Bác Hồ. Tao nói cái nghiệp của tụi bay nó còn nặng lắm mày ơi ha. Sao ở tiểu bang California. Tao ở tiểu bang California mày. Bây giờ mấy anh chị cứ đứng lên đi. Đừng nói mà không chửi Hồ Chí Minh đụng mắt không sao không chửi nó được. Tao nói cái tụi bay nó ngu như thú vậy thật. Sao mày không chửi thằng Ngô Đình Diệm á? Hả có con quỷ cái sao mày ngu dữ vậy? Hả? Hả nó đang trực tiếp à. Cái thằng không? Thấy không, cái đời con cháu của thằng Việt Nam Cộng Hòa nó ngu vậy đó anh chị, nó ngu cỡ đó đó. À, bây giờ bắt qua thằng Võ Trung Trực đi. Anh chị coi nè, cái đời của nó, mình nói cho anh chị nghe. Cái bọn mà chống cộng á, ha. Nó lên đây nó xúi đốt sạch, giết sạch, hỏi bà con vậy nó xúi như vậy, cái người dân mình là sao? Cái người dân, khoái người dân mình khổ không? Ha. Rồi cái nước Tàu nó qua đây nó đi du lịch mà cũng nói là Việt Nam bán cho Tàu rồi. Rồi bán cho Tàu rồi, vậy thôi đất nước Việt Nam mà không cho khách đi qua du lịch. Mà cái thằng Trung Quốc nó qua Việt Nam mà nó du lịch, nó có bỏ tiền túi ra nó mua đồ, mua thức ăn không, mua cái gì trên đất nước mình không? Hả? Nó vô cái đất nước Việt Nam mình, rồi có phải nó đem tiền vào đất nước Việt Nam mình không? Mà nó bây giờ cái người mà đi du lịch vào đất nước Việt Nam mình, nó cũng nói là đất nước Việt Nam mình bán cho Tàu nữa. Vậy mình hỏi anh chị nha, bây giờ mà mình không mở cái con đường ra mà cho người ta đi du lịch đó, tiền sao vào Việt Nam? Nói chứ cái đất nước Việt Nam mình đó nghe anh chị, thật sự mình nhìn sơ thôi, đất nước Việt Nam mình nó rất là giàu, giàu ngầm lắm đó. Cái đó là nó sự thật luôn á. Tiền mình đi kinh doanh, rồi bà con đi lao động hợp tác nước ngoài đem tiền về, rồi bà con Việt Kiều ở ngoài. Ôi chú cha ơi không, ôi mẹ ơi. Bà con thấy đi, đất nước Việt Nam mình nhiên á, từ người ở dưới quê thôi. Mình nghĩ là mình ở dưới quê, mùa ở dưới quê thôi. Mà mình cũng cảm nhận được cái đất nước Việt Nam mình mỗi ngày một phát triển giàu có lên nè. Bà con thấy đi, giờ đất nước Việt Nam mình á, tiền cái kiều hối gửi về cho bà con có phải vào đất nước Việt Nam không? Rồi tất cả những cái người mà đi lao động nước ngoài có phải đem tiền vào Việt Nam mình không, về Việt Nam mình không? Rồi bà con kinh doanh nước ngoài mình có phải đem tiền về Việt Nam mình không? Đất nước Việt Nam mình mỗi ngày phát triển lên, bà con thấy không? Đất nước Việt Nam mình thấy gì đó giàu ngầm. Mà bọn chúng nó nói nè, tao quay đánh cho cộng sản sụp đổ. Rồi mình hỏi bà con nghe, nó muốn cái cộng sản sụp đổ gì? Các nước Việt Nam này, ai cầm?
ai làm thủ tướng, ai làm chủ tịch nước, hỏi bà con vậy đó. Nó muốn sụp đổ, rồi khi đất nước Việt Nam mình nó sụp đổ xuống, rồi khi mà cái thằng mà cầm cầm cái đất nước Việt Nam mình á, cũng như thằng Đào Minh Quân đi, rồi bắt đầu bị cái thằng Trung Quốc vô nó đánh thằng Đào Minh Quân lấy cái đất nước Việt Nam mình đi đó, rồi cái lúc đó nó đổ thừa ai, phải không? Rồi xong nữa, nó muốn cái cộng sản mình sụp đổ. Mình hỏi bà con nha, ngày xưa mà nói Việt Cộng mình ở miền Bắc mình đi vô mà giải phóng miền Nam, không có những người miền Bắc á, rồi lúc đó bị thằng Trung Quốc á nó đánh cái Việt Nam mình, nó lấy cái Việt Nam mình, rồi lúc đó đổ thừa thằng Việt Cộng hay đổ thừa ai, hả? Bây giờ mình hỏi bà con gì đó ha. Giờ ngày xưa không có Bác Hồ vô giải phóng miền Nam, rồi thằng Trung Quốc, thằng Mỹ nó lấy cái đất nước Việt Nam mình, rồi bây giờ cái đất nước Việt Nam mình hiện nay giờ thằng Mỹ nó cai trị, rồi thằng Trung Quốc nó cai trị, rồi bây giờ cái những cái thằng đánh chống cộng cực đoan với thằng Ngụy Quân Ngụy Quyền Việt Nam Cộng Hòa đó, rồi nó đổ thừa ai bà con, ha không? Đó, ha, có phải Bác Hồ đi vô giải phóng miền Nam cái đất nước mình hôm nay là được bà con mình, là có phải là mình là cái người Việt Nam mình phải là dân chủ tự do, mình độc lập tự do, có phải đất nước Việt Nam mình không? Đó, bà con thấy không? À, buông ra cái nói là giải phóng, đánh cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ. À, bà con thấy chưa? Nó muốn lúc nào vậy, nó muốn cộng sản sụp đổ. À, cộng sản sụp đổ, cái thằng mấy cái thằng mà bên Cali Phọt á, nó về cái nó sụp đổ đi, rồi cái bà con mình nghèo. À, rồi đầu nó đứng nó cầm cái đất nước, rồi cái nó bị Mỹ đánh cái rồi bắt đầu ai a à, đánh cái Việt Nam mình mất tiêu, rồi bắt đó lúc đó nó đổ thừa ai, bà con thấy đi. Bây giờ con cháu ta nói cái đời mà mình nói ra thì buông ra nó nhiên hỗn nhiên chửi, mà không chửi với bọn nó thì không được, nó ngu cũng vừa phải thôi. Buông ra nó thương bà con, nó thương người dân mình, nó làm nè, suối đốt sạch, giết sạch, đi giết xe giường nè, đi đốt xe giường nằm ba sạch. Bà con thấy nó nói chuyện, nó nói gì đó mà nó thương người dân Việt Nam. Cái đó là nó muốn phá hại đất nước Việt Nam này, nó phá hại nền kinh tế đất nước Việt Nam mình. Đó, bà con thấy không? Vậy mà nó nói nó thương người dân Việt Nam. Rồi chưa nữa à, bà con thấy không? Nó lên mạng nói chuyện như khùng như điên, bà con nè. Coi khùng nè, khùng nó nói chuyện cỡ này nè, bà con thấy không? Mình lấy đất người dân ở. Mẹ mày nói cho đất người ta nổi điên lên. Rồi bây giờ mình hỏi bà con nha. Bà con nghĩ đi, bây giờ nghe nó nói đất Việt Nam, nói cộng sản lấy ha. Bây giờ mình hỏi bà con, ngày xưa thằng Việt Nam Cộng Hòa mà nó đứng ở trong nó đang cầm cái đất nước mà nó cai trị cái đất nước Việt Nam mình, đúng không? Mà bị thằng Trung Quốc nó lấy, rồi nó lấy đất của mình, nó lấy đất ở trên đất nước Việt Nam mình, nó cấp cho người dân nó ở, rồi lúc đó nó đi đòi ai? Con cháu Việt Nam Cộng Hòa bây giờ nó đòi ai? Đó, mình nói cho bà con nghe.